À, xin chào các bác nhé. Hôm nay chúng ta cùng nhau nói chuyện về cái cách nhân giống của dòng thân thòng đấy, nói riêng và đa thân nói chung. Thì cái dòng thân thòng thì các bác đều biết là phi điệp long tu hạc vĩ ấy. Thì cái mùa hoa thì cái thân tơ ấy, nó sẽ rụng lá này, nó đến mùa nó sẽ ra hoa này. Thế còn bao nhiêu cái mắt ngủ còn lại phía đằng thân đằng gốc thì nó sẽ không ra hoa, thì chúng ta sẽ tận dụng để chúng ta nhân giống. Đấy là một cách nhân giống nảy ki ở các đốt. Thế còn cái gốc của nó, đúng không? Cái gốc của nó thì nó sẽ nảy mầm. Thì các bác cũng biết là các cái gốc này thì thường là nó có 2-3 mắt ngủ. Đấy. Thế thì khi nếu để một cụm bình thường như này các bác, thì là có thể một cái gốc thân tơ ấy của bố mẹ gọi là thân tơ đấy, thì là nó sẽ ra một mầm cây mới hoặc là hai mầm cây mới, ít khi lên ba lắm nếu mà chúng ta không can thiệp. Đấy thì là khi đấy những cái mắt ngủ còn lại nó sẽ nằm im và nó sẽ không lên đâu. Thì sang năm nó là đã thành một cái thế hệ thứ hai rồi, cho nên là nó cứ tích trữ và nó nuôi những cái con cháu của nó. Đấy, con cháu thì khi lớn lên thì lại nuôi ngược lại bố mẹ. Đấy thì là chúng ta cũng biết là những cái rề mà nó to ấy, thì dần dần những cái cây con nó phát triển đẫy, xong đến cái lúc nào đó cây nó sẽ suy đi, nó yếu đi, cây con sẽ yếu đi, tại vì nó có một cái gánh nặng đấy, rất là nhiều, nuôi từ cụ kỵ ông bà bố mẹ đấy, nó rất là nhiều. Như vậy thì cái độ dinh dưỡng của nó ấy đấy, sẽ phải nuôi lại đấy. Thế nên các cụ ngày xưa nói là cái dòng này là nó rất có hiếu, là như vậy. Khi mà trưởng thành, khi mà lớn lên thì phải nuôi lại cụ kỵ ông bà. Có nghĩa là chúng ta nhìn một cái rề ở rừng chẳng hạn mang về, ví dụ đây là một cái rề của rừng mang về, thì những cái thân cụ kỵ ông bà nó vẫn sống, vẫn tươi, tuy nhiên nó chẳng ra hoa phép gì nữa. Nhưng mà cái cây con ấy là nó phải nuôi ngược lại hết những cây này. Đấy thì là về cái nói về cái hiếu là đúng như vậy đấy các bác. Thế nhưng mà khi mà chúng ta về chúng ta muốn nhân giống muốn nhân giống ra nhiều giống hơn thì chúng ta lại phải làm đi một cách khác. Hôm nay thì tôi chỉ nói về cái chuyện mà tách gốc những cái dòng thân thòng này để ta nhân được giống. Thế thì phương pháp là như này, chúng ta sẽ tách ra thân tơ, tách gốc ra đấy, các cái khớp nối giữa cụ kỵ ông bà cha mẹ đấy. Mỗi cái những cái thân già đấy kiểu gì nó cũng có còn một hoặc hai mắt ngủ, cho nên là chúng ta sẽ làm cách này để cho mỗi cái thân già cụ kỵ đấy vẫn đẻ được con mới đấy, thì sẽ nhân giống lên được rất là nhiều. Đấy là cái cách này. Thế còn nếu để nguyên này thì các bác đều biết là chỉ có cái thân tơ ấy mà ra hoa vừa rồi sẽ ra hoa ấy, thì nó sẽ ra được cái con thôi, đẻ được con. Còn những ông bà cụ kỵ là cái mắt ngủ nằm im. Thế bây giờ ta muốn là đánh thức tất cả các loại mắt này để cho nó nảy. Thì có thể là chúng ta dùng những cái phương pháp mà hoặc là kích thích gì đấy cho nó lên nhiều. Tuy nhiên thì làm cái phương pháp này tự nhiên nó có một cái gì đó giống như là dọa chết ấy, dọa cây chết ấy, thì cái sức bật mầm ở dưới gốc của những cây cụ kỵ ông bà nó sinh tồn ấy, nó lại mọc lên rất là đẹp. Thì giờ chúng ta cùng thao tác nhé. Thì đây tôi có một rề, đây nó là rề long tu thôi. Tôi lấy cái dòng long tu này tại vì nó với phi điệp hạc vĩ thì là cũng cùng một dạng thân thòng. Đấy, hai nữa là đây những cái chậu như này cũng là chậu long tu, thân tương đối dài rồi đấy, thân tơ của nó là cũng rất là đẹp này. Đấy, tuy đến 5 giờ thì là ngon lành, nhưng đến sang năm những cái cụm ở gốc này đấy, là nó đã chi chít rồi, nó cũng giống hệt như cái chỗ này chi chít rồi. Nên là tôi muốn tách rời ra từng thân một và nhân giống. Thì cách nhân giống có thể tôi ghép vào chậu, tôi ghép vào lũa. Đấy,
gỗ đấy. Đấy. Có thể là nhân giống trực tiếp trồng đứng lên, có nghĩa là từng thân một, hoặc là ghép đính vào gỗ cho lên mặt cái chậu. Ba nữa là có thể vào một cái lũa, là một cái khúc gỗ. Đấy, thì giờ chúng ta cùng tiến hành các bác nhé. Vâng, và giờ chúng ta cùng tiến hành tách ra nhé. Tách từng thân, thân già cũng tách, thân tơ cũng tách. Đấy, sau đó ta để riêng thân tơ ra tơ và ghép cùng với nhau, và thân già với thân già ghép cùng với nhau. Đấy, làm sao ấy thì như thế là nó sẽ đẹp hơn. Đấy, cái thân tơ bao giờ nó khỏe hơn là thân ông bà cụ kỵ. Đấy, ta để riêng từng từng loại một. Ta cần nữa là cần một cái lọ keo liền sẹo này, khi mà ta tách ra này, cắt gọt dễ sạch sẽ này. Sau đó ta bôi vào cái keo liền sẹo và vết cắt. Đấy, để khô và tiến hành ghép. Thì bây giờ chúng ta khéo léo là tách. Đấy, thì dùng một con dao lam các bác nhá. Một con dao lam mới. Đấy, xong chúng ta tách. Đấy, và dùng kéo cắt gọt những cái rễ thừa. Làm sao ta cứ cắt các cái khớp này ra, rời riêng này. Cố gắng làm sao là tách rời nhưng mà không bị ảnh hưởng đến mắt ngủ. Ví dụ như thế này là ta được một cái cụm như này. Đấy, nó có mắt ngủ ở đây rồi thì ta cứ cắt sạch cái rễ này đi, rễ cắt cụt lún luôn, không để lại một tí nào cả. Đấy. Thì cái dòng này, cái này là thân thân tơ thì nó lại đẻ nối, nhưng mà ý là tí ta sẽ để riêng ra thân tơ ra thân tơ. Đấy, ta cứ lần lượt như thế ta tách nhé các bác nhé. Đấy, ta cứ khéo léo ta tách lựa lựa và ta tách rời hết ra. Các cái thân này ấy là nó vẫn còn mắt ngủ ở trong ấy. Đấy, là chúng ta tách ra và chúng ta cắt sạch sẽ này. Sau đó là ta bôi cái keo liền sẹo này cho khô này. Nếu ngon lành thì chúng ta sẽ hòa cái Atunix hoặc là B1 hoặc cái kích da mầm. Đấy, nhưng mà loãng thôi nhé các bác nhé, thật loãng. Đấy, cái loại nào ra loại đấy này, sạch sẽ như này. Cái gốc này đều có mắt ngủ các bác nhé, thì để riêng ra. Loại tơ ra tơ mà loại cụ kỵ ông bà ra ông cụ kỵ ông bà. Đấy, thì là chúng ta sẽ được một số giống rất là nhiều, sang năm tha hồ mà chơi. Đấy. Thì đấy, cứ lần lượt tách cái này nó cũng thật khéo léo các bác nhé, làm sao nó không bị ảnh hưởng đến cái mắt ngủ. Đấy. Và để loại nào ra loại đấy. Trông thì nó rất là khắc nghiệt thế này, thế nhưng mà các bác cứ ghép lên rồi thì nay mai các bác xem như thế nào, tuyệt vời luôn. Đấy. Chứ mà khi mà để mà nó cứ lụn bụn rồi nó không đẻ ra được cây nào đâu. Rất là khó. Đấy, như này nó mắt ngủ rất đẹp này. Thân tơ này. Mình có thể để nguyên một hoặc có thể để hai. Đấy, chỉ hai thôi. Ví dụ như cái thân mẹ mà nó ốp, nó sát, nó xấu thì mình cũng để hai được. Nhưng mà thường cứ cắt riêng ra từng loại một. Đấy. Đây, và các bác xem nhé. Đây là giá thể của tôi trước. Đấy, là tôi ghép vào một cái sơ dừa các bác ạ. Hôm nọ có bác hỏi là trồng sơ dừa phân châu có được không đấy. Thì chắc các bác là xem người hướng dẫn là họ trồng cái sơ dừa và phân châu. Mà đây đúng là sơ dừa và phân châu. Cây phát triển cũng khá tốt. Hôm nọ chỉ nói với các bạn, các bác đó là các bác lưu ý là sơ dừa phân châu được, nhưng mà các bác phải điều chỉnh được cái độ ẩm, có nghĩa là điều chỉnh được cái nước tưới. Khi mà điều chỉnh được cái nước tưới thì ghép vào cái gì cũng được. Giống như các bác, nhiều bác hỏi là thế ghép vào gũa lũa tốt hay là vào
chậu tốt, ghép vào cái gì cũng được. Vấn đề là chúng ta kiểm soát được cái bộ độ nước tưới là được hết. Đây cái bộ rễ này thì vẫn còn được đấy. Tuy nhiên là cái khúc này ấy, cái cụm này nó dày quá rồi, quá nhiều rồi. Cho nên là chúng ta nhân giống cũng là tách ra cái làm hai ba giò để trồng. Nên là bà trồng mà cái gì cũng được đấy, chứ không phải là không đâu. Khi mà cái bộ rễ này nó đã kém rồi, chúng ta cắt hết. Đấy là những giống này rất là đẹp này, sang năm phải tha hồ mà được nhiều lắm. Đấy. Thế thì tí phương pháp trồng ấy, thì tôi sẽ trồng bằng mấy loại. Một là ghép vào gỗ hoặc lũa. Hai là ghép vào chậu. Ba là tôi ghép vào dớn. Bốn là có thể tôi ghép vào gỗ nhưng mà cũng cho vào chậu. Đấy là nhiều cách lắm. Cách nào cũng được mà. Miễn làm sao là chúng ta kiểm soát được cái độ ẩm của cây ấy, của vườn ấy, thì ok. Chứ còn nếu mà trồng lũa mà để nó khô quá thì nó cũng không tốt. Thế mà trồng chậu mà tưới nhiều quá, hay trồng sơ dừa mà tưới nhiều quá thì cũng chết. Thế nên là nó quan trọng là cái trồng ở vườn nhà ai, vườn như thế nào. Đấy. Chứ không nặng nề về cái gì nó tốt hơn cái gì. Đấy là chính xác đấy. Chứ trồng cái gì cũng được. Nhiều bác cái trồng còn bác cái ghép cả vào cây dép, cây mũ cối hay là cái xô xây dựng ấy, trồng tuyệt vời. Không nhất thiết là cứ phải là chậu đẹp nó mới cây nó mới đẹp đâu. Cái đấy là hình thức thôi, còn vấn đề là vẫn là môi trường sống của nó có hợp không, có ngon lành không, thế thôi. Nên các bác lưu ý. Vâng, và khi đã tách ngon lành này, phân loại ra thân tơ ra thân tơ này, thân già ra thân thà già này, thân ngắn ra thân ngắn này, thì chúng ta bắt đầu bôi những cái chấm và cái keo liền sẹo vào những cái vết cắt đấy, hở đấy. Sau đó là chúng ta sẽ lựa chọn để ghép. Thì trong cái này tôi sẽ hướng dẫn các bác là ghép vào ba loại. Một là cái loại gỗ lũa gọi, hoặc là gỗ đấy, như thế này. Hai là ghép vào chậu. Cái chậu có một đoạn gỗ như thế này và ta ghép lên đây đấy, rồi nó mọc mầm ra rồi nó xuôi xuống. Đấy là cách thứ hai. Cách thứ ba là có thể là ta ghép vào cái dớn. Đây là cái cục dớn. Thực sự là hôm nay lâu lắm mới nhìn lại cái cục dớn này. Ngày xưa là để vào cái tủ rồi giờ quên mang ra. Ghép vào cái này cũng rất được, không sao cả, ghép cái gì cũng được. Đấy thì sẽ lựa chọn những cái loại nào ghép vào cái gì thì là tùy. Đấy, thì chúng ta cần là có một cái bắn ghim. Đấy, cái này là cái bắn ghim. Đấy, hai nữa là một cái đoạn dây. Có thể ta dùng cái dây vàng ấy, ta tước nhỏ ra. Nhỏ nhỏ như thế này này. Xong rồi ta ghim vào cái gỗ này. Đấy, giả sử là tôi chọn cái loại này. Dài nhất như thế này, nay mai sẽ ra hoa đấy, đây là thân tơ đấy. Thì ta sẽ ghép vào cái khúc gỗ này. Thì các bác lưu ý là chúng ta có thể là dùng một chút rêu.
Đấy, ta đệm vào đây để ta ghép. Đấy, ta bấm vào. Đấy, xong các bác xem mà tôi thao tác nhá. Đấy, và giờ bắt đầu chúng ta bắt đầu. Đầu tiên là chúng ta cố định một cái dây vào như thế này. Đấy, sau đó là ta lấy một chút rêu, rất là ít thôi nhá, mỏng mỏng, thật mỏng thôi, gọi là cho đệm cho nó êm thôi, chứ không cần nhiều. Sau này chúng ta sẽ nhồi lưới, lấy lưới này, ta nhồi rêu này, rồi phân tan chậm này, thế rồi phân trâu bò hoa anh mục này, ta sẽ cho vào cái phía trên này, đấy, phía trên này, đấy là lên rất là tốt. Thì đây giờ chúng ta cứ đặt, chúng ta khi lưu ý ấy, khi đặt vào ghép ấy, là chúng ta nhìn cái bát ngủ nhé, bát ngủ của nó này, đấy, nó có một hoặc hai bát ngủ, thì là chúng ta sẽ để nó hướng ra bên ngoài. Các bạn nhớ là hướng ra bên ngoài. Khi cái này ấy, đấy, nó như thế này, và lúc đấy ta sẽ bắn, thì nó dễ bắn hơn. Bắn làm sao cho nó chặt. Đấy, nó giữ im như này. Đấy, khi lúng lại như này, như cái rễ này nó vẫn còn nghiêm. Đấy, xong ta tiếp tục. Khoảng cách ví dụ như là hai thân với nhau nó chênh cách nhau khoảng 5 phân thì ta lại ghim một phát này, cho nó vào đúng khoảng 5 phân, ta lại lấy một cái mầm thứ hai, thân thứ hai. Đấy, ta ghép vào. Đấy, các bác lưu ý là cái mầm nó phải hướng ra bên ngoài. Đấy, ta cho để sát vào và ta tiếp tục ta bắn. Nói chung là cái này ấy, chúng ta làm khéo léo, làm sao là nó không bị ảnh hưởng vào cái mắt ngủ của chúng ta. Đấy là sẽ được hai cái. Cái thứ ba chúng ta cũng tiếp tục như vậy. Làm sao lựa chọn là cái thân nào cho nó hợp lý các bác nhé. Đây, cái này nó lại có một cái gọi là đẻ nối này. Để mắt ngủ của nó thì nối lên đây này. Chúng ta cũng lựa chọn 5 phần này. Đấy. Sau đó ta đặt cái này vào. Thưa các bác là cái dịp mà nhân giống hoặc lép ghép cây này nó rất là bận rộn, tuy nhiên thì lại rất là thích, rất là vui các bạn. Có giống mà nhân giống thích lắm. Thứ nhất là mua để đợi chờ cái giống xem có đẹp không, để xong mang về ta tiếp tục là về ta ghép. Ui, thích lắm, bận rộn mà đau lưng nhưng rất là vui. Đấy, thích lắm. Cái long tu này á, khi mà ghép này các bác, khi mà được bỏ rễ này xong ghép, như tôi nhớ là cái năm đầu tiên tôi mua về, tôi ghép mua mấy cân về ghép thì sướng lắm, ít nữa nó ra hoa, coi như kiểu nó được trột hết cái kim rồi. Cái ghép này rất là hay đấy, là nay mai là nở hoa rất là đẹp các bạn ạ. Cái rêu này không cần nhiều đâu nhé, nhiều quá nó đọng vào đây rồi nó lại hỏng Đấy, các bác cứ lưu ý là cái mắt ngủ nó phải lên phía trên.
Thì đấy chúng ta sẽ được cái dòi dề nó như thế này. Đấy. Thì cơ bản là rất là đẹp. Nay mai nó sẽ nở hoa và tôi khoe các bác nhé. Đấy, nếu mà các bác mà cảm thấy nó chưa ưng ý, có nghĩa là cảm thấy chưa chặt chẽ, chúng ta làm lại một lượt nữa. Ví dụ như ta đặt cái dây vàng này ngược lại và ta bắn vào những cái vị trí mà cảm thấy nó long lay. Đấy, như thế này. Thì tôi sẽ bắn từ đây. Đấy. Làm sao nó giữ cho nó không bị long lay. Sau này cái mầm nó ra ấy, thì cái rễ của nó đấy, đâm xuống bâm vào giá thể đấy, thế là xong. Đấy, chúng ta cắt. Thì long tu thì cái dịp như hôm nay chẳng hạn thì là cũng đã đến cái dịp mà nó mầm gốc bắt đầu bắn rồi đấy. Hay là đã hoàn thành các bác nhé. Hoàn thành một loại. Treo như thế này lên thôi. Và chỗ nào ẩm mát. Nay mai cái phía trên này, tôi sẽ đóng một cái túi lưới trong có rêu này, phân bò này, phân tân chậm này. Ở phía lên phía trên này thì bộ rễ, khi nó có bộ rễ cái là nó sẽ bám, nó leo lên trên này. Nên là giữ được độ ẩm tốt và cây cũng khá tốt. Đấy là ghép vào gỗ. Thì đã hoàn thành một tác phẩm. Nay mai nó nở hoa, tôi lại khoe các bác nhé. Cái cách thứ hai thì nó cũng tương tự như là cái cách vừa rồi. Chỉ vấn đề là ta phải dùng có một cái chậu. Cắt một cái khúc gỗ, nó chiều ngang. Làm sao nó vừa bằng cái miệng chậu này. Sau đó ta với tí ta sẽ ghim cái này chậu, cái khúc gỗ này làm sao nó nằm im trong chậu. Đấy, và ta bắn cái thân hoa này này của chúng ta vào đây. Đấy, 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 làm sao cho nó thành một cái hàng như thế này. Mai sau thì tôi thấy là trồng cái cách này vào cái chậu này thì cái giữ được độ ẩm tốt hơn và cây phát triển cũng khá tốt. Đấy, thì ta sẽ làm tiến hành theo cái này. Đã lựa được như này và cái hướng như này, giờ ta để cái chậu ra và ta bắn vào chậu. Cũng rất đơn giản. Thì ta sẽ làm nhé. Lại lấy một cái dây vàng như thế này. Cũng rất được. Có nghĩa là cái dây vàng này một thời gian nó sẽ mục. Khi mục thì cây nó đã bám rễ ra được vào ấy rồi, vào giá thể rồi. Đây, chúng tôi sẽ quay cho sát vào đây cho các bác xem nhé. Đấy, thì là khi lựa chọn đấy thì chúng ta cũng đã lựa chọn những cái thân như thế này. Ví dụ nó cũng là thân tơ nhưng mà nó ngắn. Đấy, để ý cái mắt ngủ lên phía trên. Đệm một chút rêu cho nó êm. Và ta lựa cái mắt ngủ đấy làm sao nó hướng lên phía trên và cũng lại bắn ghim giữ. Đấy, cách ra được khoảng 3-4 phân. Ta lại làm một cái khác. Đấy, giống như thế này. Đấy, bác nhớ là cái lưu ý là cái mắt ngủ nhé. Nó phải ngựa, nó hở ra bên ngoài. Không đừng để nó vào bên trong. Vào bên trong thì nó coi như vô tác dụng luôn, nó không đẩy được nữa đâu. Thì chúng ta phải lưu ý là bắn cái mắt ngủ nó phải ra ngoài. Thì theo cái cách như thế này chúng ta sẽ được rất nhiều diều giống. Đấy, chúng ta lựa chọn cái cách rất là hay đấy. Mắt ngủ này. Này bắt buộc ta phải cho nó ngửa về đây. Tí ta sẽ ghim lại một lần nữa. Giờ phải xoay nó bằng này. Đấy, mắt ngủ lên trên. Các bác nhớ lưu ý là cái mắt ngủ cứ lên trên là được.
Đấy, mắt ngủ nó rất khỏe nào. Cái này chúng ta, đây là tôi có cái súng bắn ghim này. Đấy, nhưng mà có một số bác thì nói chung là mình có ít thì mình không mua. Thì chúng ta có thể lấy dây buộc cũng được. Lấy cái dây vàng này cứ buộc làm sao nó cứ chắc chắn là được. Hở mắt ngủ ra là được. Đấy. Rất là đơn giản các bác nhé. Rất là ngon rồi. Ok. Khi này, khi đã được như này rồi, ta mang cái chậu của ta. Đây, cứ giả sử là cái chậu này. Chúng ta sẽ đưa cái này vào đây. Cái này thì chúng ta có thể là đặt vị trí cho rêu, cho đá rồi vỏ thông ở dưới, bên dưới. Phủ một chút rêu lên. Vừa đến sát đến cái miệng như trên này, miệng chậu này là ok. Chỗ này chúng ta sẽ lấy một cái dây ta ghim lại, thế là cũng đã hoàn thành cái chậu như thế này. Các bạn nhớ là cho vỏ thông xung quanh này nhé, lên đến điểm mặt chậu này. Còn cái này nó nhô hẳn lên trên thì sau này cái rễ của nó đâm xuống cây không bao giờ nó bị thối rễ. Đấy, bị úng thối rễ, đây nó như thế này. Còn phương pháp thứ ba, đây cái giớn này chẳng hạn, thì chúng ta cũng ghim nó giống như vậy thôi, cũng ghim hàng loạt nó như thế này. Đấy, lựa cái mắt ngủ lên trên và ta sẽ bắn ra nó như thế này. Đấy, khi được một hàng rồi đó. Đấy, thì ta lại treo lên. Đấy, nó cũng là một cách. Cách nữa là chúng ta trồng một chậu. Trồng một chậu thì các bác lưu ý như thế này nhé. Thì về cái loại mà trồng chậu ấy, thì các bác dùng một cái chậu này. Các thứ chất trồng ở dưới này, trên có một chút rêu đấy nhé. Một lượt rêu mỏng này. Sau các bác dùng cái que xiên thịt này. Chúng ta sẽ cắm ở các vị trí, tất nhiên là ở dưới cùng ấy là các bác phải cho ít vài miếng xốp. Thì khi cắm cái này nó cắm ở miếng xốp thì nó rất là chắc chắn. Đấy. Vài cái, ví dụ cái chậu này chúng ta muốn trồng 4-5 cây chẳng hạn, thì chúng ta làm 4-5 cái xiên thịt vào đây, cái que xiên thịt cắm ở đây trước. Đấy. Đấy, như thế này chẳng hạn. Ví dụ đây tôi trồng 4 cây đi. Đấy, hoặc là đấy, 4 cây như thế này. Thì khi đó chúng ta lựa chọn những cái cây mà chúng ta muốn trồng. Thì giả sử là tôi dùng cái này. Đấy, tôi sẽ khi ta đặt vào ấy, thì đặt cái gốc xuống dưới này nhé. Xong là lấy một cái dây cái dây rút. Tạm thời tôi cặp cái này đi, lấy dùng cặp đi cũng được. Đây, cặp nó như thế này. Chúng ta cặp hai điểm làm sao cái này nó nổi lên trên mặt, vừa nổi trên mặt chậu nhé, gốc vừa nổi mặt chậu. Một chút rêu thôi. Hai là ta có thể lấy cái thân như thế này và ta lấy cái dây lạt nhựa. Dây lạt nhựa nhỏ để ta buộc vào. Ta thắt vào. Cái dùng lạt nhựa hoặc là dùng cái cặp ấy, cái cặp mà cặp tóc, cặp mà hoa quả này này, chúng ta cố định nó vào cũng được. Đấy, nếu mà một không được thì ta dùng hai cái. Làm sao như nó đứng im rồi đây. Đấy, dung linh ở đứng im ngon lành. Chúng ta lại tiếp tục lấy cây khác. Chúng ta ghim nó vào đây. Cứ làm như thế này và giữ nguyên, giữ im. Đó. Cặp thêm vào cái tay cầm này. Đó, thế là nó đứng im.
để trên mặt chậu nhé, các bác nhớ là để trên mặt chậu, giữ làm sao nó chắc chắn. Và lần lượt chúng ta làm cái nữa. Đây, lần này để nối đây, ta cũng làm một cái cặp, ta cặp vào. Thường như cái này bắt buộc là nếu dùng cặp ta phải dùng hai cái cặp vào như thế này, nhớ là để trên mặt chậu nhá, là ngon lành rồi. Thế như thế này là cũng đã ok rồi, treo vào một chỗ giữ ẩm là thành công thôi, là ngon lành thôi. Thì đấy, thưa các bác là vừa rồi thì tôi cũng cùng các bác chúng ta cùng thực hành trồng các loại thân thòng theo cái cách nhân giống truyền thống để mà được nhiều giống mà ưu tiên ở cái mầm gốc, tại vì cái mầm gốc nó quan trọng lắm. Mầm gốc có thể nó phát triển gấp 2, gấp 3 lần mà cái mầm ki ở trên thân. Đấy, thế nên là cái mầm gốc chúng ta rất là coi trọng, phát triển rất là nhanh. Một năm của nó có thể là dài hơn cái thân mà chúng ta trồng vừa rồi, nếu cái điều kiện nó phát triển tốt. Thế thì chúng ta cùng thực hành làm như thế này. Đấy. Đấy, cách truyền thống mà nhân giống cũng rất là hiệu quả. Đấy, thì video lượng thời lượng nó có thể nó hơi dài một chút. Đấy, nhưng mà dài thì chúng ta mới biết cùng nhau làm được hết. Chứ nếu ngắn quá thì nói cứ thao thao bất tuyệt thì cuối cùng cũng chẳng ai nắm được thì nó cũng không hay. Nên là cái video nó hơi dài, các bác thông cảm. Thì chúng ta sẽ hứa hẹn sẽ có một cái những cái chậu lan đẹp. Đấy, bây giờ thì xin chào các bác và hẹn các bác video sau. Ở đây mai hoa nó đẹp, chúng tôi sẽ anh em mình lại khoe nhau nhé.